chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Cận cảnh Kawasaki Ninja ZX6R 2020 tiếp tục lộ diện cái phiên bản màu mới tại châu Âu. Vừa được cập nhật một cái diện mạo mới vào cuối năm ngoái, vì thế mà cái mẫu Kawasaki Ninja ZX6R 2020 sẽ được hãng xe Nhật Bản bổ sung thêm một số màu sắc mới với một cái vẻ ngoài cá tính thể thao hơn, đặc biệt là cái phiên bản cam đen chỉ dành riêng cho thị trường châu Âu và Mỹ. Thời gian gần đây, cái thương hiệu Kawasaki Nhật Bản liên tục gây bất ngờ trên hâm mộ khi chuẩn bị tung ra cái phiên bản Xbox tầm trung dành cho đường phố là Kawasaki Ninja 610 2020 với kiểu dáng nâng cấp với một diện mạo thể thao hiện đại tương tự với những người đàn em như là Ninja 210 và Ninja 400 hiện nay. Chưa dừng ở đó, mới đây Kawasaki lại giới thiệu thêm một cái phiên bản mới của cái chiếc Super Sport Kawasaki Ninja ZX6R 2010 với một thiết kế giữ nguyên như cái phiên bản năm 2009 nhưng được bổ sung thêm cái màu sắc mới cá tính thể thao hơn, đặc biệt có phiên bản cái màu cam đen chỉ được sản xuất dành riêng cho thị trường châu Âu và Mỹ trong cái năm tới. Kawasaki Ninja ZX6R 2020, cái mẫu sport bike tầm trung mang kiểu dáng thùng sport và trang bị cho mình động cơ lực 4 xăng mạnh mẽ so với cái chiếc Ninja 610 hiện nay. ZX6R ra mắt đầu tiên vào năm 1995 và cái phiên bản năm 2020 mới này được xem là cái bản cập nhật thứ 9 của cái dòng Ninja ZX6R kể từ khi nó được có mặt ở trên thị trường. Và ở một cái diện mạo nâng cấp cuối năm 2008 đến nay, ta thấy được cái chiếc ZX6R đã lỡ bỏ hoàn toàn thiết kế cũ, thay vào đó là một cái đèn pha hoàn toàn mới khá quyền thuộc, dễ nhận thấy xuất hiện trên những dòng như là Ninja 400-2018. Có một chút là khác biệt ở cái bộ phận frame air ngay trung tâm. Nếu tinh ý, các bạn nhận thấy bộ cánh bùng sau dựa trên thiết kế của chiếc Ninja 2 đèn đuôi được sửa đổi rất giống với người đàn anh lớn là ZX1R. Nếu so sánh với người đàn em Ninja 610 vừa được ra mắt thì cái chiếc Ninja ZX6R 2020 có thiết kế trong mạnh mẽ, thường sport hơn khi sử dụng ghi đồng nip-on, có một cái trọng tâm thấp làm cho tư thế người lái chậm nhiều hơn chậm trước, kết hợp cùng với bình xăng có thiết kế là thông minh ôm sát hai bên lõm ở giữa, giúp tối ưu khả năng nứt gió cho người điều khiển trong thể thao hơn rất nhiều. Trang bị hệ thống treo trước ốp rào phạm vỡ, các dạng ống lồng vẫn được giữ nguyên trên bản Ninja 610 2020 này. Kawasaki Ninja ZX6R 2010 vẫn được trang bị cho mình khung xe nhôm đúc có cái trọng lượng tương đối nhẹ, giúp chiếc xe thể thao tầm trung tính từ nhà Kawasaki tối ưu hơn với cái trọng lượng chỉ rơi vào khoảng 196 kg. Cái mẫu xe này sâu kích thước dài rộng cao vượt 2005 x 710 giúp 1100 mm, xe có cái chiều dài cơ sở 1400 mm, chiều cao yên xe lên ở mức 830 mm, tương đối cao so với bốc dáng của người châu Á. Cái phanh đĩa trước kép với đường kính là 310 mm kết hợp kẹp phanh 4 bit, phanh sau đĩa đơn 220 mm kết hợp với phanh 1 bit, trang bị hệ thống an toàn ABS 2 kinh, hệ thống treo trước up down SFS BB từ Suwa, hệ thống treo sau bốn sóc piston lean unichuck ở dụng cái lớp của Bridgestone Ballast 2 Sport S22, thông số lớp trước và sau lần lượt 120-70 ZR17 và 180-55 ZR17. Bên cạnh đó thì cái chiếc Ninja ZX6R 2010 còn được trang bị rất nhiều tính năng mới, chẳng hạn như Power Mode, Traction Control, ABS, Whistler v.v. Tất cả đều được đưa vào một cái màn hình hiển thị hoàn toàn mới trên cái chiếc ZX6R. Và ở cái phiên bản năm 2010, Ninja ZX6R được bổ sung một cái gam màu mới cam đen chỉ được có ở thị trường Anh và Mỹ. Trong một số thị trường Nhật Bản đã được lộ thêm hai cái phiên bản màu mới, đó là màu xanh và màu đen. Hiện giá bán của chiếc Ninja ZX6R 2010
vẫn chưa được tiết lộ. Trong khi đó, giá bán cái phiên bản năm 2009 rơi vào khoảng 230 triệu đồng cho cái phiên bản là không ABS và 255 triệu đồng cho cái phiên bản ABS, 265 triệu đồng cho phiên bản KST có phanh ABS tại thị trường châu Âu. Và sau đây là vài thông số kỹ thuật của Kawasaki Ninja ZX8R 2020. Cái động cơ là 4 tầng thẳng ngang DOC 16 bàn, dung tích là 636 cc làm mát dung dịch, hộp số 6 cấp, trang bị Twister, nâu chống trượt D Plus, cái công suất đà 128 lực, tay bông tua là 13.500 vòng/phút, mô men sắc tải 70,8 km, tay bông tua 11.000 vòng/phút, phụ trước upside down từ Showa SFF BB đường kính 41 mm, phụ sau monoshock với 5 chế độ tùy chỉnh, phanh trước điện kép đường kính 310 mm, phanh sau bị đơn với cái đường kính là 220 mm. Kích thước lớp xe ở trước là 120x70 ZL7, chào phía sau 180x55 ZL7. Cái lớp xe là Crystal Badass Icebox S22. Cái chiều cao yên là 830 mm. Cái trọng lượng không có phanh ABS 195 kg và có phanh ABS 196 kg. Dung tích bình xăng 17 lít. Dung tích nhớt 3,6 lít. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này và trực tiếp nhớ like, subscribe.